Chào các bạn, hôm nay mời các bạn theo chân mình đi giao 5 cây đàn piano điện Yamaha vào cái trường quốc tế Nam Mỹ ở bên trong cái quần thể của cái trường Đại học Văn Lang này nha. Bên này mới xây được chắc 1 năm, đẹp ơi là đẹp. Năm ngoái mình đã bán ở đây 10 cây rồi, hôm nay họ bổ sung, năm ngoái họ mua 16 cây, năm nay bổ sung thêm 5 cây nữa. Sắp tới họ cũng khai trương thêm nhiều cái cơ sở khác nữa, chắc là thế nào cũng ủng hộ bên mình. Rồi, trường to đẹp lắm các bạn. Wow. Trường này đẹp lắm, cơ sở vật chất đẹp, ơi là đẹp luôn. Rồi các bạn xem này. Đây là tầng 4 của tòa nhà. Đẹp quá. Có chỗ ngồi. Thêm được cà phê nữa tuyệt vời. Ngày xưa mình học làm đi học làm gì được cái hình ảnh đẹp như vậy. Toàn coi thấy bên nước ngoài thôi. Này Việt Nam quá đẹp. Quá đẹp các bạn ơi. Wow. Đây là quá trình tụi mình lắp ráp đàn. Có hai thùng nha các bạn, một thùng là để chứa chân và một thùng để chứa cái đầu đàn. Đây là cái thùng chứa chân này. Đó. Thì nó có hai cái má chân. Mình gỡ ra. Gỡ hai cái má chân ra rồi nó có cái phần thanh cố định nữa. Cái thanh để nối giữa cái má chân này với má chân kia. Thì lắp ráp cũng đơn giản lắm. Các bạn một người lắp ráp cũng được. Quen tay là một người lắp ráp cũng được. Hai người lắp ráp thì tiện hơn, nhanh hơn. Đấy, lật lại. Đấy, cái đoạn này hai người thì tiện hơn này. Một người thì hơi cực. Hai người tiện như là ba con ốc đó. Đặt đúng chỗ thì vặn vô cái rẹt lại lắm. Rồi bây giờ mình lấy cái đầu đàn ha. Đây là cái thùng này. Là cái đầu đàn. Rồi mình gỡ cái thùng đàn ra. Rồi mình lấy cái đầu đàn mình đặt lên cái chân đàn. Rồi bắt vít từ dưới lên. Sau đó mình gắn cái giá sách lên. Và cuối cùng là mình cắm cái adapter, cái dây điện vô. Rồi mình sử dụng. Đó. Rất là đơn giản, quy trình lắp ráp của cái cây Yamaha P45 rất là đơn giản ha các bạn. Look around nha. Hi, music room. Hay một đàn cho giáo viên. Bạn. Và 20 đàn cho học viên. Một đàn giáo viên, 20 đàn cho học viên. Đàn cho giáo viên là đàn gì? Đàn IDP-103. Đấy, chưa? IDP-103. Mình có làm clip về IDP-103 rồi. Này là P45 nha. Có 12 triệu rưỡi chứ mấy. 12 triệu rưỡi một cây. Nhìn ra P45 thì 18 triệu là cây P125. Đó. À, một lớp học và trang bị như vậy thì quá tuyệt vời. Thả một gạch luôn. Đấy. Đấy. Quá đẹp, quá đẹp.